Vâng, Zipman kính chào quý anh em nhé. Hôm nay shop Zipman sẽ giới thiệu cho anh em xem một chiếc Zippo thuộc cái dòng đơn giản và cổ điển anh em nhé. Thì cái cây này nó không có họa tiết hoa văn gì hết và nó làm trên một cái nền bóng anh em nhé, và nó có màu đen bóng luôn. Thì tên của cây Zippo này là Zippo Ebony anh em nhé. Ebony thì theo tiếng Anh nó là một màu đen đen tuyền luôn anh em ạ. Thì hộp nó được đựng trong cái hộp phổ thông anh em nhé, nên là mình sẽ không giới thiệu nhiều về cái hộp. Thì cây này về cái kích thước của nó thì nó cũng tương tự như những chiếc Zippo khác anh em nhé. Về kiểu dáng thì nó cũng giống như cây Zippo trắng bóng ấy. Đấy, tuy nhiên là cây này nó màu đen. Đấy, thực ra là nhìn ở bên ngoài thì nó còn đen hơn anh em nhé. Như quay như này thì trong cái buồng quay nó có màu trắng, nên là nó có phản chiếu ánh sáng lên. Chứ thực tế là cây này đen luôn anh em nhé. Đen như một thỏi than luôn. Cái viên than ấy. Đấy thì nó như thế này. Và bên trên thì nó đây, nó đen nhé. Tất cả đều đen luôn, và mộc đáy của cây này là mộc đáy lõm anh em nhé. Đây, mộc đáy lõm sản xuất là năm 2021, thì tới đây nó có thể là hàng về năm 22 anh em nhé. Thì số còn mấy cây năm 21, mấy cái này thì nó bám mồ hôi tay của mình là nó như thế này thôi, chứ thực tế là nó không có lem lem như thế này đâu anh em nhé. Đây, mộc đáy rất là rõ ràng và chi tiết này. Đây, về phần thân và phần nắp của cây này thì cũng rất là kín. Đây, như anh em nhìn thấy nha. Nên là cầm xăng cũng tầm khoảng một tuần lễ. Đấy, phần thân và phần nắp kín. Cái cây này nó vàng bóng này. À, nó đen bóng này, này rất là khó coi. Đây. Cây này thì cách đây hơn một năm mình cũng đã từng quay cho em. Gần 2 năm thì đúng hơn đấy. Là mình cũng đã từng quay lên anh em nhé. Cái mẫu này ngày xưa mình bán rất là chạy luôn. Đấy. Mặt sau thì nó có tem và cũng có màu đen như vậy. Ok, thì bây giờ mình sẽ bóc tem ra để test âm cho anh em nghe nhé. Đây, nó như vậy anh em nhé. Đèn như thế. Và âm thanh đây. Âm thanh thì cũng nghe cũng khá là ok anh em nhé, khá là hay. Và bánh xe thì bén. Bên trong thì có màu vàng như thế này, thì vỏ nó là bằng đồng anh em nhé, sau phủ lớp màu đen ebony. Ruột và vỏ thì cây này sản xuất cùng năm 21 anh em nhé. Đây này, còn cái chữ cái thì thường lệch nhau mấy tháng, không quan trọng, không thành vấn đề anh em nhé. Đấy, cái ruột này thì có màu trắng. Đây, ruột có màu trắng như này, cổ đá cao và bánh xe cắt xéo sâu anh em nhé. Mã số sản phẩm thì mình đã đánh dấu trên đây anh em nhé. Đây. Ok, sợi tim này thanh mảnh, có một sợi chỉ màu vàng quấn quanh. Cái này thì shop sẽ bảo hành trọn đời anh em nhé. Khi mà hàng ship đến nơi thì anh em được kiểm tra trước nhé, kiểm tra đúng như clip này thì anh em nhận thôi. Đấy, hàng thì anh em sẽ được bóc tem ra và test âm. Đấy, còn cái vỏ ruột thì thường sản xuất lệch nhau mấy tháng anh em nhé. Đấy. Ok, thì cái này mình đã có đánh dấu mã số trên đây rồi anh em nhé. Và giá sản phẩm này là chỉ là 720.000 thôi, 720.000 một cây anh em nhé. Anh em muốn lấy thì nhanh tay alo cho shop, thì shop còn thì gửi cho anh em nhé. Vâng, cảm ơn anh em, kính chào tạm biệt.